Chào cả nhà. Đây cây giống cúc thân gỗ cả nhà. Cây của bên mình là cây ở trong bầu ươm. Cây này hoa khá là đẹp. Là cái tuổi thọ của cây này lên đến trên 15 các bạn nhé. Đây là cúc thân gỗ. Cái cây mà nó cao á thì cái phần dưới nó sẽ được dạng như là nó phát triển thành cái hướng dáng chi ấy. Nhìn khá là xinh, rất là đẹp. Thì bên mình cung cấp cả cây giống này, cả cây có hoa, cây trưởng thành. Tí mình sẽ ra quay cho các bạn cái cây trưởng thành các bạn nhé. Đây là cái chỗ bên mình ươm cây giống.